Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn tử vi chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020, và theo âm lịch, ngày hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Đinh Hợi, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Về ngũ hành niên mệnh, ốc thượng thổ, ngày Đinh Hợi, tức chi khắc với can, có nghĩa là thủy khắc với hỏa, và hôm nay là ngày hung các bạn nhé. Về nạp âm, ốc thượng thổ, kỷ tuổi, tân tỵ, quý tỵ, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, đinh mùi, quý hợi thuộc hành thủy, không sợ thổ đoạn. Ngày hợi, lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi thành mộc cục, xung với tỵ, hình hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi kỷ tỵ, quý mùi, quý sửu và quý hợi. Tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ mão, đinh mão, tân mùi và tân sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Thiên đức hợp, tốt mọi việc, sao Thiên phú, tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Lộc khố, tốt về cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sao Nguyệt giải, tốt mọi việc. Sao Yếu in, hay còn gọi là sao Thiên quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao Dịch mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành luận. Về các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao Thổ ôn, hay còn gọi là sao Thiên cẩu, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự. Sao Hoang vu, xấu mọi việc. Sao Huyền vũ, kỵ an táng. Sao Quả tú, xấu đối với cưới hỏi. Và ngày hôm nay là ngày sát chủ, cũng xấu mọi việc các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính đông. Và tiếp theo, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này nhờ có tam hội phù trợ mà bạn tuổi Tý sẽ có được một ngày rất chi là thuận lợi trong công việc của mình. Bạn tuổi Tý, bạn có thể gặp gỡ được quý nhân sẽ giúp cho bạn khắc phục được những cái khó khăn đang còn tồn đọng trong suốt cái thời gian vừa qua đó bạn tuổi Tý nhá. Bạn tuổi Tý, bản mệnh cũng có thể hoàn thành thuận lợi cái công việc được giao, nhờ thế mà bạn nhận được cái sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên nữa đó. Và bạn tuổi Tý, bạn hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ hơn trong tương lai của mình nhá. Tuy nhiên, trong cái ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi Tý cần phải chú ý tới cái vấn đề sức khỏe của bản thân mình, đặc biệt là các bộ phận như não bộ, thận và bàng quang. Sự nghiệp của bạn quan trọng, nhưng nếu như cơ thể của bạn đã đưa ra những cái dấu hiệu cảnh báo thì bạn cần phải đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt bạn tuổi Tý nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim,
công việc thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, giữ gìn sức khỏe. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, gặp quý nhân. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, cấp trên đánh giá cao. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, giải quyết vướng mắc được. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp ngày có thiên quan giáng họa. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu dễ vướng phải những cái mâu thuẫn với cấp trên hoặc là những người có quyền cao chức trọng trong ngày lắm nhá. Họa có thể chèn ép bạn tuổi Sửu, khiến cho bạn cảm thấy bất mãn và mệt mỏi, thậm chí gây ảnh hưởng tới cả danh tiếng của bạn nữa đó. Tuy nhiên á, với bạn tuổi Sửu, dù gặp phải những cái tình huống như vậy thì bản mệnh cũng không nên quá mức nóng nảy, ăn nói thiếu suy nghĩ. Cái điều này khiến cho mọi việc càng trở nên khó giải quyết hơn bạn tuổi Sửu nhá. Và bạn tuổi Sửu, bạn hãy biết đâu là cái điểm dừng để có thể dừng lại đúng lúc với mình nhá. Và trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này làm cho bạn mệnh tuổi Sửu cần phải quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn, bởi dường như bạn đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình. Nhân cái dịp cuối tuần này, bạn tuổi Sửu, bạn hãy tổ chức một bữa ăn để gắn kết những thành viên trong gia đình với nhau bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, mâu thuẫn với cấp trên. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, bị chèn ép. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, không nên nóng nảy. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, ăn nói thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, quan tâm gia đình hơn đó. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dần, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi, cho nên với bạn tuổi Dần đang chịu ảnh hưởng rất chi là lớn về cái phương diện tình cảm của mình trong ngày nhé. Ngày này nếu như bạn tuổi Dần đã có gia đình rồi thì bạn cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia của mình nhiều hơn, nhằm để hàn gắn những cái rạn nứt vốn đang tồn tại giữa hai người nhé. Trong ngày này đối với những bạn chưa lập gia đình thì cũng gặp nhiều trở ngại trong cái chuyện tình cảm. Bản mệnh khó có thể tìm được một người ưng ý, cho dù xung quanh bạn có rất nhiều đối tượng muốn tiến tới tiếp cận với bạn. Có lẽ bạn tuổi Dần bạn cần phải đợi thêm một thời gian nữa đó bạn nhé. Và trong cái ngày 11 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Dần, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy trong công việc của bạn tuổi Dần, bạn là người thông minh, hoạt bát và rất có tài. Tuy nhiên, bạn lại quá mức hiếu thắng, giành lấy những cái điều không thuộc về mình. Và bạn tuổi Dần, bạn phải thay đổi cái tính xấu này nếu không muốn cái hình ảnh của mình xấu đi trong mắt mọi người bạn tuổi Dần nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Dần không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa. Nếu như bạn phải xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam,
và tài thần hướng chính đông để tăng thêm cái vận may cho mình nhé bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, vợ chồng rạn nứt. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, không thích hợp để yêu đương. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, thông minh, sáng tạo. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, quá mức hiếu thắng. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, dễ gây ác cảm đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, cho nên bạn tuổi Mão bản mệnh cảm thấy rất chi là hăng hái khi bắt tay vào bất cứ cái công việc gì trong ngày nhá. Tuy nhiên, những cái suy nghĩ của bạn tuổi Mão lại đang có cái xu hướng lý tưởng hóa, cho nên thường thấy chán nản ngay sau khi bắt tay vào công việc đó. Và trong cái ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão, cái mối quan hệ xã giao của bạn mệnh phát triển rất chi là tốt đẹp, bởi bạn luôn là một người hiền hòa và vui vẻ. Mỗi khi đối diện với những cái khó khăn, bạn thường không quá lo lắng, bởi bạn biết chắc chắn sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ cho bạn, dẫn lối cho bạn nữa đó. Trong ngày này, bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có thủy sinh cho mộc vượng, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Mão rất chi là tốt đẹp. Gia đình của bạn tuổi Mão có được cái bầu không khí rất chi là hài hòa và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình cũng luôn tâm sự với nhau mọi chuyện, cho dù chỉ là những cái vấn đề nhỏ hay là những cái quyết định có ý nghĩa lớn lao nữa đó bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, nhiệt tình trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, cả thèm chóng chán. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, được mọi người giúp đỡ. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, gia đình hài hòa đó. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Thìn, những người làm lãnh đạo thì nhận được cái sự tin tưởng và tôn trọng của cấp dưới. Bạn mệnh hiểu sâu sắc về nội dung công việc và nhân viên của mình, cho nên luôn giao đúng nhiệm vụ cho đúng người nữa rồi đó. Và ngày này, nếu như bạn là nhân viên, bạn tuổi Thìn sẽ nhận được cái sự tán thưởng của đồng nghiệp và lãnh đạo nhờ những cái đức tính chính trực và có tinh thần trách nhiệm cao ở bạn đó nhé. Và bạn tuổi Thìn khi được giao bất cứ cái công việc gì, bạn luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt những cái công việc đó nữa đó. Tuy nhiên, trong cái ngày 11 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Thìn là bạn cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia của mình. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, bạn đừng có khăng khăng bắt người ta phải nghe theo ý của mình. Chắc gì những cái suy nghĩ của bạn đã hoàn toàn là đúng đắn đó bạn tuổi Thìn nhé.
Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa được mọi người tin tưởng, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ được đánh giá cao, tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc có tinh thần trách nhiệm, tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim cố gắng hết mình, tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy vợ chồng bất hòa. Về đánh giá của bạn tử Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Tỵ không ý thức được cái hoàn cảnh giao tiếp của mình. Bạn là người có tài ăn nói, thế nhưng trong ngày hôm nay bạn lại thường nói năng không suy nghĩ, dễ gây mất lòng những người xung quanh đó bạn tuổi Tỵ nhá. Và bạn tuổi Tỵ, bạn mệnh có một ngày vất vả do bạn ôm đồm quá nhiều công việc vào mình. Bạn là người có tham vọng là rất tốt, thế nhưng bạn không thể thực hiện được cái ước muốn của mình ngay lập tức, và bạn cần phải bình tĩnh để thực hiện từ từ từng bước một bạn tuổi Tỵ nhé. Và trong cái ngày 11 tháng 10 năm 2020 này, bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có chính tài nhập mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tỵ trong ngày này, đối với những bạn đầu tư kinh doanh thì vẫn có được cái cơ hội phát tài trong ngày hôm nay, nếu như bạn giữ được đầu óc tỉnh táo và đưa ra những cái quyết định đúng đắn nhá. Tuy nhiên với bạn tuổi Tỵ, bạn đừng có quá tham lam bởi những cái muốn lợi đang bày ra trước mắt mình nhá. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa ăn nói không suy nghĩ, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ dễ tổn thương người khác, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc ôm đồm nhiều việc, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim có cơ hội phát tài, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy quyết định đúng đắn luôn. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Ngọ, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa, cho nên với bạn tuổi Ngọ, bạn rất dễ rơi vào cái tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia của mình nhá. Ngày này với bạn tuổi Ngọ, vợ chồng đôi khi bất đồng ý kiến là một cái điều rất bình thường, nhưng bạn đừng quá nóng nảy nói ra những cái lời gây tổn thương cho bạn đời của mình nhé. Bạn tuổi Ngọ, một khi chiến tranh lạnh xảy ra, bản mệnh nên là người chủ động xuống nước, không nên làm lơ hoặc là chờ đợi người ấy nhận lỗi với mình trước. Mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến cho cái bầu không khí thêm phần căng thẳng, con cái của bạn cũng phải chịu ảnh hưởng cái điều này đó bạn tuổi Ngọ nhá. Tuy nhiên, trong cái ngày 11 tháng 10 năm 2020 này, bạn tuổi Ngọ nhờ có được thiên tài phù trợ mà bản mệnh có cái cơ hội làm giàu dựa trên cái sự may mắn của mình đó. Dẫu vậy, bạn tuổi Ngọ bạn cũng không nên có cái thái độ há miệng chờ sung, không muốn làm gì mà vẫn muốn hưởng cái thành quả bạn tuổi Ngọ nhá. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim gặp chiến tranh lạnh, tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy không nên nóng nảy, tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa chủ động làm hòa, tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ có thể phát tài, tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc không nên dựa dẫm.
Vậy đánh giá của bạn Tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi trong ngày này do ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Mùi có được cái sự năng động, nhanh nhẹn nhưng cũng thường nóng nảy, dễ bị kích động. Bản mệnh không nên dễ dàng tin theo lời của những người không thân thiết trong ngày hôm nay nhé. Bạn tuổi Mùi, bạn cũng có thể sẽ phải đối phó với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay, và bạn cần phải giữ cái sự tỉnh táo để đưa ra những cái quyết định đúng đắn. Nếu có mâu thuẫn với cấp trên hoặc là đồng nghiệp trong ngày thì bạn tuổi Mùi, bạn nên giải quyết bằng cái biện pháp hòa bình bạn tuổi Mùi nhá. Và trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mùi rất thích hợp với việc cầu tài lộc. Nếu như bạn chọn thực hiện cầu tài lộc vào ngày hôm nay thì bản mệnh sẽ cầu được ước thấy, khiến cho công việc kinh doanh buôn bán của bạn gặp nhiều thuận lợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim dễ bị kích động, tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy không nên tin lời người lạ, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa đối phó với tiểu nhân, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ không nên kích động, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc thích hợp cầu tài độ. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thân á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn đang gặp ngày Thân Hợi tương hại. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thân phải trải qua một ngày không được mấy yên bình với mình nhé. Bạn tuổi Thân, bản mệnh dễ vướng phải những cái chuyện thị phi không mong muốn do tiểu nhân gây ra. Những ai không hiểu rõ về bạn có thể hiểu lầm bạn nữa đó. Và bạn tuổi Thân, bạn cũng đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng ngay. Bạn cần phải bình tĩnh và dùng thực tế để chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai. Đến lúc đó, kẻ tiểu nhân sẽ hết đường tắc oai tắc quái và phải để cho bạn in thôi bạn tuổi Thân nhé. Trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thân, bạn cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Thân trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp. Mệnh chủ luôn được nửa kia tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện. Nếu như công việc của bạn tuổi Thân gặp bế tắc, bạn đừng có ngần ngại tâm sự với nửa kia, hai người cùng suy nghĩ hẳn sẽ tìm được cái hướng giải quyết nhanh chóng và phù hợp hơn rất chi là nhiều đó bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy vướng chuyện thị phi, tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa tiểu nhân đặt điều, tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ không nên nóng nảy, tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc nửa kia tin tưởng, tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim nên tâm sự đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu,
chua chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn đang gặp ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay khá chi là tốt đẹp, đặc biệt là đối với những ai chưa lập gia đình đó. Và bạn tuổi Dậu, bạn có thể gặp gỡ được một vài đối tượng tiềm năng, bạn hãy cho họ cơ hội được tiếp xúc và trò chuyện với mình nhiều hơn bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày này, nếu như bạn đã có gia đình rồi, bạn luôn tin tưởng và thấu hiểu cho đối phương. Cho dù có những cái lời đồn thổi, bóng gió gì đi chăng nữa, bạn cũng không lập tức nghi ngờ mà luôn trò chuyện tâm sự thật lòng với người ấy trước nữa đoạn. Và với bạn tuổi Dậu, bạn mệnh dễ dàng thể hiện được cái điểm mạnh của mình nếu làm trong các ngành nghề như là nghệ thuật, dịch vụ và nghiên cứu nữa đoạn. Bạn sẽ nhận được cái sự tin tưởng và nể trọng của mọi người trong ngày. Bạn tạo được cái bước đệm để phát triển cao hơn trong tương lai của mình nữa rồi đó bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, nhân duyên tốt đẹp. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, gặp đối tượng tiềm năng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, vợ chồng thấu hiểu. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, thể hiện điểm mạnh. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, được mọi người tôn trọng nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất đó, chua chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất rất có cơ hội được cất nhắc lên cái vị trí phù hợp hơn với cái năng lực của bản thân mình trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Tuất, bạn hãy tự tin hơn và tiếp tục thể hiện cái điểm mạnh của bản thân mình. Sự nghiệp của bạn sẽ không chỉ dừng lại ở đó đâu đó bạn tuổi Tuất nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, bản mệnh cần phải cởi mở hơn trong những cái suy nghĩ. Bạn đừng có suy nghĩ theo một cái lối mòn cũ kỹ nào đó, mà cần phải thay đổi cái góc nhìn nhận sự việc. Bạn sẽ nhận ra nhiều việc tự như là khó khăn bỗng trở nên đơn giản hơn rất chi là nhiều đoạn. Và trong cái ngày 11 tháng 10 năm 2020 này, bạn tuổi Tuất bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tuất, bạn cần phải quan tâm nhiều hơn tới con cái của mình. Bạn có nhận ra cái mối quan hệ của mình và các con đã không còn được gần gũi như trước nữa. Và bạn tuổi Tuất ạ, bạn hãy bớt thời gian cho công việc và dành nhiều thời gian cho con cái của mình hơn để hiểu họ, để gia đình êm ấm, hạnh phúc bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, được cất nhắc. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, thể hiện điểm mạnh. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, suy nghĩ cứng nhắc. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, xa cách con cái. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, dành thời gian cho gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn đang gặp ngày ngũ hành Hợi Hợi tự hình, cho nên với bạn tuổi Hợi sẽ có những cái tư tưởng bi quan tiêu cực lắm nhá. Và bạn tuổi Hợi khi gặp khó khăn
trắc trở, bạn không nên vội than thở mà cần phải giữ những cái suy nghĩ tích cực và tìm cách khắc phục ngay bạn tuổi Hợi nhé. Trong ngày chủ nhật này, đối với bạn tuổi Hợi, bạn là người thông minh và nhanh nhẹn. Tuy nhiên, đôi khi bạn lại quá nóng vội. Cái điều này khiến cho những cái quyết định của bạn đưa ra không thực sự chính xác. Và bạn tuổi Hợi, nếu không chắc chắn với những cái suy nghĩ của mình, hãy trao đổi ý kiến với những người xung quanh bạn tuổi Hợi nhé. Và trong ngày chủ nhật này, đối với bạn tuổi Hợi, nếu như bạn có kế hoạch xuất hành đi xa, thì nên đi theo hai cái hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông để tăng thêm cái vận may tài lộc cho mình. Đây là hai cái hướng đem lại nhiều may mắn giúp cho công việc của bạn tuổi Hợi gặp được nhiều điều thuận lợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, suy nghĩ bi quan. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, khắc phục khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, thông minh, nhanh nhẹn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, quá mức nóng vội. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, trao đổi ý kiến được. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.